那么不参加，你们让我们越南都不是没有。30 Paris 2:30 đến 4 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con anh Nguyệt thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2020, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya và thượng thức Linh Châu dịch Việt bài 48 kinh Kosambiya Kosambiya Sutta từ 552 đến 558 sẽ do thượng tọa Tỳ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh để tam bảo. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thế gian giải vô thượng thiên nhân Phật tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh đại lực, nguyện tổng uy đức, phúc lành phát sanh. Nam mô Bổn Thầy Già Sa Tiểu Lành Thầy, chúng con kính thưa thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài hôm nay trung bộ kinh bài 48 kinh Kosambiya Sutta từ câu 552 đến 558, chúng con cùng thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng nhập bài học. Nam mô Bổn Thầy Già. Nam mô Bổn Thầy Già. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có một điều mà chúng ta thường tìm thấy trong cuộc sống đó. Những người cùng chung trong một đạo hay là anh em chung trong một gia đình, khi mà bất hòa thì đôi khi còn quá là trầm trọng hơn là đối với người dân cả lạ. Nhiều khi người dân cả lạ đó gây gỗ với nhau, giống như muốn sống muốn chết, nhưng mà rốt cuộc rồi thì cái khả năng mà khỏi nó lại cao hơn là cùng chung một đạo, một gia đình. Tất cả các tôn giáo đều rơi vào tình trạng này. Một khi mà đã có sự phân hóa thì cái khả năng mà trở lại về lại bên nhau rất ít. Và do vậy chúng ta thấy rằng tôn giáo nào cũng có nhiều nhánh, nhiều ngã rẽ. Và không phải ngày hôm nay mà thời Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Và cái này liên quan đến một sự kiện là tăng chúng bất hòa ở tại Kosambi hay là Kiều Thượng Nhi. Và Đức Thế Tôn Ngài đã gọi chư tỳ kheo đến và Ngài đã giải về sáu pháp mà ngày hôm nay chúng ta biết về lục hòa.
Nhưng mà trong lục hòa thì người đặc biệt nói về cái pháp thứ sáu đó là kiến hòa. Dạ, kiến hòa. Thì kiến hòa nói về cái tri kiến hay cái nhìn. Và để Đức Phật này khai triển có bảy pháp liên quan đến kiến hòa. Và thưa quý vị, câu chuyện này nó có nhiều điểm báo nói về sáu, nói về kiến hòa, những cái điểm mà tương đối là tí gì thấy sự đầu tư đã lock in và có mặt ở trong lớp học. Không biết quý vị bây giờ mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh sự đầu tư siêu để giảng dạy ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Dạ, nên bữa thầy dạy sao tôi lần thầy chúng con kính tri ân thầy đại đẳng đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh. Cảm ơn Hoàng Nguyệt. Bài học hôm nay trong bộ kinh bài 48 kinh Kosambija Sutta từ câu 552 đến 558. Năm 52, tại sao gọi kinh Kosambija? Tên bài kinh được đặt theo địa danh Kosambi, nơi Đức Thế Tôn thuyết pháp thoại này. Năm 53, đại ý kinh Kosambija là gì? Tại một ngôi chùa ở Kosambi có sự bất hòa với tỳ kheo. Sự việc này lôi kéo theo phân hóa trầm trọng giữa tăng chúng cũng như đàn tính. Câu chuyện được trình lên Đức Phật. Bậc đạo sư cho gọi các tỳ kheo đến và giảng về những pháp tạo nên sự hòa kính trong tăng chúng, cũng như sự quan trọng của cái nhìn chân chính đối với đời sống tu tập. Qua pháp thoại của Đức Phật, những điều sau đây được đặc biệt chú trọng. A. Chánh pháp cần được thực hành hơn là tranh luận hơn thua. B. Vấn đề trước nhất phải nhìn từ góc cạnh cá nhân. C. Tâm từ mẫn thể hiện qua lời nói, hành động và ý nghĩ. D. Trong sự chung sống của tăng chúng, cần có sự phân chia đồng đều những vật cúng dường và chư tăng đồng thọ trì chung những học giới. E. Quan trọng hơn hết vẫn là cái nhìn chân xác ở mỗi cá nhân hay chánh tri kiến. Năm năm, Kosambi là địa danh được biết thế nào trong kinh? Kosambi là kinh đô của xứ Quan Sát. Đây là một thành phố lớn nằm giữa trục lộ giao thương của hai xứ Kosala và Magadha. Thời Đức Thế Tôn trụ thế, có bốn ngôi chùa lớn là Kutkutarama, Kositarama, Bawarika, Ambawana, Badarikarama. Kosambi ghi lại nhiều sự kiện đầy kịch tính như chuyện Magandhya, chuyện phân hóa của chư tỳ kheo được ghi trong lục tạng. Chuyện hoàng hậu Samawati của Udena, chuyện tôn giả Yassa Kakandakaputta triệu tập chư thánh tăng cho lần trùng tuyên tam tạng thứ hai. Một cách thú vị là khi sông Ganga, sông Hằng chảy ngang Kosambi thì đổi tên là Yamuni. Năm năm năm, sáu pháp hòa kính gồm những gì? Sáu pháp hòa kính được gọi đúng theo nguyên văn là Chak Dhamma Saraniya, được sớ giải giảng là những gì cần ghi nhớ, không để lãng quên theo thời gian. Saritappa Yutta Adhane Atikante Vina Pamusittappa, nên bản dịch tiếng Việt ghi là sáu pháp cần phải ghi nhớ. Từ vựng Samranchaniya có nghĩa chính xác là pháp tạo niềm hoan hỷ, tương tự như ý niệm trong câu hòa khí sanh tài. Này các tỷ kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Thế nào là sáu? Từ hòa trong hành động. Ở đây, này các tỷ kheo an trú từ thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Từ hòa trong lời nói. Lại nữa, này các tỷ kheo,
Tỷ kheo ăn trú từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Từ hòa trong ý nghĩ, lại nữa, này các tỷ kheo ăn trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Tài vật pháp sanh được phân bố đồng đều, hợp lý. Tài vật phát sanh được phân bố đồng đều, hợp lý. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tài vật nhận được đúng pháp, hợp pháp, cho đến những tài vật thâu nhận chỉ trong bình bát, tỷ kheo không phải là người không san sẻ. Các tài vật nhận được như vậy phải là người san sẻ, dùng chung với các vị đồng phạm hạnh có giới đức, đồng thọ trì chuẩn mực chung các học giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các giới luật không có vi phạm, không có tì vết, không có vẩn đục, không có quấy sạp, giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, đưa đến thiền định. Tỷ kheo sống thành tựu trong các giới luật ấy với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Đồng chia sẻ tri kiến cao cả. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tri kiến thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Tỷ kheo sống thành tựu tri kiến như vậy, cùng với các đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Này các tỷ kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 556. Trong sáu pháp hòa kính, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh điều nào? Trong sáu pháp này, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh pháp thứ sáu là tri kiến, hay cái nhìn từ góc cạnh cá nhân. Này các tỷ kheo, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối thượng, thâu nhiếp tất cả, làm diềm mối cho tất cả, chính là tri kiến này, thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Này các tỷ kheo, ví như một căn nhà có mái nhọn như ngọn tháp, có một pháp tối thượng, thâu nhiếp tất cả, làm diềm mối cho tất cả, chính là mái nhọn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối thượng, thâu nhiếp tất cả, làm diềm mối cho tất cả, chính là tri kiến này, thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh, diệt tận khổ đau. 557. Tri kiến trong trường hợp này là những gì? Những tri kiến này có được do thực tu, thực chứng của mỗi cá nhân trong cộng đồng tăng chúng. Tri kiến quan sát và chế ngự năm triền cái. Ở đây, này các tỷ kheo, kheo đi đến ngôi rừng, hay đi đến dưới gốc cây, hay đi đến chỗ trống vắng và suy nghĩ như sau. Không biết ta có nội triền nào chưa đoạn trừ không? Do nội triền này, nếu tâm ta bị triền phược, thì ta không thể biết như thật, không thể thấy như thật. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo bị tham dục triền phược, cho đến như vậy, vị này bị triền phược. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo bị sân triền phược, đến như vậy, vị này phược. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không trầm thủy miên triền phược, cho đến như vậy, tâm của vị này. Này các nếu tỷ kheo cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỷ kheo bị nghi triền phược, cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỷ kheo, nếu bị thế sự, cho đến như vậy, của vị này bị triền phược. Này các tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo có tâm bị thế sự đời sau ràng buộc, cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Tỷ kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau với những binh khí miệng lưỡi, cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Vậy ấy, biết rõ như sau. Ta không có nội triền chưa được đoạn trừ, do nội triền này, nếu tâm ta bị triền phược, ta không thể biết như thật, không thể thấy như thật. Ý của ta được khéo hướng đến sự giác ngộ các sự thật. Đó là trí thứ nhất mà vị này chứng được, thuộc các bậc thánh, siêu thế,
các phàm phu không thể cộng chứng. Tri kiến quan sát về sự tịnh chỉ của nội tâm lại nữa. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: trong khi ta thực tập, tu tập, luyện tập nhiều lần tri kiến này, ta tự đạt được tịnh chỉ, ta tự đạt được tịnh chỉ. Vị này biết rõ như sau: trong khi ta thực tập, tu tập, luyện tập nhiều lần tri kiến này, ta tự đạt được tịnh chỉ, ta tự đạt được tịnh chỉ. Đó là trí thứ hai mà các vị này chứng được, thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Tri kiến quan sát về tính đặc thù của giáo pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: tri kiến như ta đã thành tựu, có thể có một sa môn hay bà la môn nào ngoài giáo pháp này thành tựu tri kiến như vậy không? Vị ấy hiểu rõ như sau: tri kiến như ta đã thành tựu, không có một sa môn hay bà la môn nào khác ngoài giáo pháp này thành tựu tri kiến như vậy. Đó là tri kiến thứ ba mà vị này chứng được, thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Tri kiến quán sát về bản chất tự nhiên của một người có tu tập là phát lộ thành thật về lầm lỗi của mình. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ suy nghĩ như sau: pháp tánh dhammata là vị chứng được tri kiến thành tựu. Pháp tánh như vậy, ta có thành tựu hay không? Và này các tỷ kheo, tánh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là pháp tánh, này các tỷ kheo. Đây là pháp tánh, này các tỷ kheo, mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Bất cứ giới tội nào hai vị này vi phạm, bất cứ giới tội nào vị này vi phạm, giới tội ấy liền được xuất tội. Vị này lập tức phát lộ, tỏ bày, trình bày trước bậc đạo sư hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi phát lộ, tỏ bày, trình bày, vị ấy phòng hộ giữ gìn trong tương lai. Này các tỷ kheo, ví như một đứa con ngây thơ nằm ngửa, lập tức rút lui tay hai chân nếu tay hai chân của nó chạm phải than đỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đây là pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Bất cứ giới tội nào vị này vi phạm, giới tội ấy liền được xuất tội. Vị này lập tức phát lộ, tỏ bày, trình bày trước bậc đạo sư hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi phát lộ, tỏ bày, trình bày, vị ấy phòng hộ giữ gìn trong tương lai. Vị ấy biết rõ như sau: pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Pháp tánh như vậy ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ tư mà vị này chứng được, thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Tri kiến quán sát về bản chất tự nhiên của một người có tu tập luôn hỗ trợ các bạn đồng tu. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu hay không? Và này các tỷ kheo, pháp tánh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là pháp, này các tỷ kheo, mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Bất luận sự việc cần phải làm, dầu lớn nhỏ gì, giúp cho các vị đồng phạm hạnh, vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Này các tỷ kheo, ví như con bò có các con bê, khi đang nhổ lên ăn, vẫn coi chừng con bê. Đây là pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Bất luận sự việc cần phải làm, dầu lớn dầu nhỏ gì,
giúp cho các vị đồng phạm hạnh vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Vị này biết rõ như sau: pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ năm mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh, siêu thế các phàm phu không thể cộng chứng. Tri kiến quán sát nội hàm hay khả năng, hay khả năng nghe hiểu giáo pháp một cách sâu rộng. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta thành tựu hay không? Và này các tỷ kheo, sức mạnh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là sức mạnh, này các tỷ kheo, một vị chứng được tri kiến thành tựu. Trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng giải, sau khi chú tâm chú ý, chuyên chú toàn tâm trí, vị này lắng tai nghe pháp, vị này biết rõ như sau: sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ sáu mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh, siêu thế các phàm phu không có thể cộng chứng. Tri kiến quán sát về sự trưởng thành trong giáo pháp qua nghĩa tính thọ và pháp tính thọ. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu hay không? Và này các tỷ kheo, sức mạnh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là sức mạnh, này các tỷ kheo, mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, vị này chứng được nghĩa tính thọ, ách thất quê đó, pháp tính thọ, thầm mất quê đó, và sự hân hoan tương ứng với pháp, vị này hiểu rõ như sau: sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ bảy mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh, siêu thế các phàm phu không thể cộng chứng. 558. Có gì đặc biệt trong câu kết luận của pháp thoại: một người tu tập có đủ bảy chi phần của tri kiến chân chánh, tức là đã nhập vào dòng thánh vức. Như vậy, này các tỷ kheo, pháp thánh được khéo an trú đối với vị thánh đệ tử thành tựu bảy chi này để chứng được quả dự lưu. Như vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu bảy chi, tức là đã thành tựu dự lưu ạ. Bài học hôm nay đến đây đã chấm dứt. Chúng con vẫn chưa thấy thượng tọa Tế Siêu vào trong rừng, cũng thỉnh thượng tọa Nhật Đạo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nó buộc cái thời gian. Kính thưa đại chúng, tôn đức xin chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta được siêu thấy sự đó cố gắng trả lời cho vô vài lần, nhưng mà sự đó không có vào rung được. Đó là sự đó cái vấn đề kỹ thuật. Chúng tôi xin được thay lời và trong gì lát nữa chúng tôi siêu vào quý vị Phật tử quan hỷ cho chúng tôi biết. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay có tên là kinh Kusambiya, tức là bài kinh giảng ở tại Kusambi. Kusambi trong chữ Hán thường gọi là Kiều Thượng Nhi, và đây là một kinh của một
chiến lớn ở trong thời Đức Phật còn tại thế, đó là sự bồ sát một ở trong 16 quốc độ lớn. Ở tại khu Sambi thì có nhiều ngôi chùa, có 4 ngôi chùa lớn. Và cả 4 ngôi chùa lớn này là do những vị đàn thính rất là nổi tiếng của Đức Phật xây dựng. Riêng về Kusumbi thì chúng ta nghe nhiều, ngoài việc Chi Tỳ Kheo ở tại Kusumbi phân quá, còn có chuyện nàng Maganiya, chuyện hoàng hậu Supavasa, và một chuyện nữa liên quan tới cuộc trùng kiến tam tạng thứ hai ở tại Desali, nhưng mà khởi đầu từ Kusumbi. Thưa quý vị, cái chuyện rất là đơn giản là trong một ngôi chùa có hai vị tôn đốc cũng tương đối lớn và có học nhiều, hiểu rộng và có uy tín. Một vị thì chú trọng về tri luật, và một vị thì thường xuất pháp. Và hai vị này đều có một số đệ tử tùy theo. Thì trong một lần sử dụng nhà vệ sinh thì có một vị tùy theo chuyên về tri luật đi vào trong nhà vệ sinh, thấy có cái gáo nước để ngửa không để úp lại. Ở trong luật ấy, có cái điều là cái gáo nước luôn phải úp lại, chứ không có giữ nước thừa ở trong gáo nước. Thì vị này mới bước ra ngoài hỏi, không biết Chi Tỳ Kheo vị nào đã vừa sử dụng nhà vệ sinh. Thì lúc có vị Tỳ Kheo đứng ở bên ngoài là đệ tử vị pháp sư, mới nói tôi mới vừa sử dụng nhà vệ sinh. Thưa quý vị, vị Tỳ Kheo đến sau đó là đệ tử vị luật sư, mới nói vị đệ tử vị pháp sư nói rằng, này hiền giả, lần sau thì giả nhớ đi nhà vệ sinh nhớ đậy cái ốc cái áo lại, tại vì trong luật ở Đức Thế Tôn cấm là đi nhà vệ sinh không có để ngửa gáo như vậy. Thì bị tiền theo kia mới xin lỗi và nói rằng sẽ tuân thủ điều đó. Nói chuyện rất đơn giản, chuyện gáo nước thôi thưa quý vị. Nhưng mà cái vị đệ tử, vị luật sư nói lại với những người bạn của mình, nói tất cả giải luật thôi, nói là mình giữ luật đôi khi mình cần phải chánh niệm. Thí dụ như là trưa nay tôi đi vào trong nhà vệ sinh thì có bị Tỳ Kheo đó, đệ tử vị pháp sư đi vệ sinh sau xong mà để có nước ngửa lên mà không làm ấp, không được ấp lại, tại vì bị thứ chánh niệm, thành ra mình giữ giới luật là mình cần chánh niệm. Thì thưa quý vị, ở trong cách nói này giống như là một cái thí dụ để giảng về luật thôi, là cái sự liên hệ giữa chánh niệm và trì luật. Nhưng mà một nói ra hai, hai nói ra bốn, bốn nói ra tám, và câu chuyện đến tai của những đệ tử vị pháp sư. Thì đệ tử các vị pháp sư nói rằng mấy vị trì luật á không có tư cách quân tử,
cái gì nhỏ như vậy thay vì mình nhắc nhở bị là đủ rồi. Cái thầy đem ra thì nói xấu, tự nhiên nói xấu bằng con làm lan truyền đồ này đồ kia để có thể là khinh miệt ở bên phía vị pháp sư. Và thưa quý vị, cái chuyện từ cái chỗ nó không đáng nó trở thành chuyện bích lòng, cái chuyện bích lòng nó tạo thành chuyện đụng chạm. Và phủ minh phủ quyền minh quyền thì ban đầu thì chỉ là một sự nhắc nhở giữa đệ tử vị luật sư và đệ tử vị pháp sư, từ một vị mở sang nguyên cả một đám, rồi từ một đám nó kéo theo ông thầy, tức là cuối cùng thì hai vị luật sư pháp sư cũng vào cuộc và hai vị đều bên học trò của mình. Và chư tăng là chia rẽ thì phật tử cũng chia rẽ, có những người phật tử họ là ủng hộ về phía bên các vị pháp sư, có vị phật tử ủng hộ sư và phật tử đàn tính cũng chia làm hai. Mà theo trong kinh lúc đó chư thiên cũng chia làm hai, và chư thiên hộ trì ngôi chùa cũng chia làm hai, một số theo nhóm này sẽ sợ nhóm kia, nói chung là cái chuyện nó không ra gì hết, chuyện đó mà nó là chia rẽ. Thì câu chuyện đến tay Đức Phật, như chúng ta đọc ở trong bài kinh này hôm nay, là Đức Phật gọi chư tỳ kheo là đến và ngài đã dùng cái lời giáo hóa. Ở đây thưa quý vị, ngài đề cập đến sáu pháp, nhưng mà kỳ thật á, thì nếu chúng ta nói chỉ nhanh gì dễ hiểu là có bốn pháp chính ở trong cái cuộc sống hài hòa, bốn pháp cho sáu pháp. Cái pháp đầu tiên mà đó là mình sống với nhau phải có cái tâm từ bẩn. Từ bẩn là sự thân thiện, và sự thân thiện này có ba, thành ra sáu pháp. Sự từ bẩn thân thiện này qua thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, tức qua lời nói, qua hành động và ý nghiệp, dù trước mặt hay sau lưng. Sự thân thiện này là cái thái độ luôn luôn tôn trọng nhau, mong mỏi cho sự an lạc và mong tìm lợi ích cho nhau. Cái sự tôn trọng đó, nó cũng nằm trong tâm từ. Cái sự nhã nhặn nó cũng nằm trong tâm từ. Và cái việc tránh mang lại tổn hại cho nhau nó cũng nằm ở trong tâm từ. Sự tôn trọng ở đây là không có miệt thị. Có đôi khi mình không để ý ở trong kinh Từ Bi ấy, Đức Phật ngài có nói rằng không có khinh rẻ bất cứ ai. Không khinh rẻ bất cứ ai ở đây là sự tôn trọng. Mình sống trong chùa, dù mình là vị sư cả hay là một vị pháp sư hay là ai đi nữa, mình cũng tôn trọng những người khác. Mỗi người đều có một cái, mỗi người đều là con người, đều thành viên của, đều là thành viên trong một cộng đồng, đều đáng được tôn trọng. Tôn trọng mà phải trân trọng nữa. Và vì vậy Đức Phật ngài kêu gọi hãy sống với nhau bằng thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, dù là trước mặt hay sau lưng. Có những người lạ lắm thưa quý vị, trước mặt thì rất là tử tế, trước mặt thì rất là nhã nhặn, nhưng mà sau lưng ấy, thì họ sẵn sàng nói, mà nói những điều gây tổn hại, nói những điều gây bẻ mặt cho vị đó. Thậm chí mà khi đối chất thì họ chối, họ không nói, nhưng mà ở sau lưng họ nói xấu. Cái tật của chúng sanh là Đức Phật dạy rằng mình đối xử với nhau tốt hơn, thì dù trước mặt thì sau lưng thì cũng nên giữ cái thái độ tôn trọng, từ hòa, thân thiện, ái kính như vậy. Đó là nguyên tắc thứ nhất. Một nguyên tắc mà thành ra ba nguyên tắc. Chỉ vì gọi là giữ cái tâm từ đó qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thành ra tạo thành ba. Và cái nguyên tắc thứ tư ấy, là
ở trong sự chung sống thì nên có sự san sẻ tài vật và cúng dường một cách đồng đều. Chúng ta sống ở bên những cái nước mà đầy đủ thì không nói, ví dụ chúng ta sống ở bên Mỹ, không khi nào mà thiếu thốn đồ ăn. Do vậy lên cái phần ăn thì hầu như là phần ăn của vị nào cũng giống nhau hết, nhưng mà ở tại những nước nghèo thì có nhiều khi xôi thì chỉ có một đĩa mà chưa tăng 20 vị, hay là một món ăn nào đó chỉ có một cái đĩa nhỏ thôi mà nhiều vị tăng. Thì nếu mà là một vị mà trưởng lão hay là một vị tăng mà biết thì nhiều ăn nhiều, mỗi vị một chút. Như có ông Bà La Môn, ông cúng một ít xôi đến cho chư tăng, mà vị trưởng lão đầu tiên lấy cái bụng múc một ít thôi, chia đều chư tăng, ông hết rồi hoan hỷ. Thì chính một cái sự cộng hưởng, sự chia sẻ đồng đều, hợp lý, hợp đạo, nó làm cho gắn bó và gắn bó. Hồi và thường còn sống với chúng tôi nhớ một điều là ngài có cái đặc điểm là khi nào có cái gì ngon á hay kêu chư tăng lên, mặc dù người ta đem đến riêng cho ngài, người đem đến riêng cho ngài kêu chư tăng lên, và dù lớn nhiều nhỏ gì mỗi người một chút. Cái đó là một cái thái độ của vị trưởng lão mà mình học được rất là nhiều. Đừng nói chi chuyện ở trong cộng đồng đánh chúng, ngay cả chuyện trong gia đình. Ở gia đình mà về cái chuyện mà chi tiêu có nhiều lúc rất là quan trọng để giữa những thành viên trong gia đình có cái sự chi tiêu đồng đều. Một người xài nhiều quá và một người bị hạn chế nhiều quá thì nhiều khi nó cũng tạo nên những cái bất đồng. Và cái pháp thứ năm, cái phần dạy tại đây đó là giới hòa đồng tu, tức là cùng nhau thọ trì những cái nguyên tắc. Dĩ nhiên là trong cộng đồng tăng chúng những nguyên tắc là những học giới, những giới luật. Luật tạng là một cái căn bản, nhưng mà ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy, có những cái nguyên tắc mà mọi người cùng tôn trọng. Chúng tôi lấy một ví dụ như là sống chung với nhau thì tôn trọng cái vật sở hữu của nhau, không có đồ của người khác mình không có xài mà mình không có hỏi. Hoặc giả dạ, là có cái nguyên tắc mình tôn trọng là mình nên tôn trọng sự tu lập cho nhau. Chúng tôi nhớ rằng ngài Ajahn Mahabhuva ngài từng nói đó, và nhiều khi mình sống ở trong chư tăng rồi cái chuyện mà gìn giữ sự thanh lịnh, gìn giữ sự yên lặng đó, nó cũng là một nguyên tắc mà mọi người tôn trọng với nhau. Người ta đang ngồi thì người ta đang tăng tụng kinh, mà mình ăn to nói lớn mà mình không biết kỹ gì hết thì cái đó là mình thiếu cái tinh thần tôn trọng những nguyên tắc chung. Chúng tôi ở chùa có một cô Phật tử, cô Phật tử thì cô có một thói quen đó là cô nói chuyện rất là lớn tiếng. Hình như hồi nhỏ lớn cô không nói chuyện nhỏ thì cô nói chuyện cuối đằng xá đồ. Và thưa quý vị Phật tử đi nhắc thì cô lại phiền não. Có một cái điểm như vậy là đôi khi chúng tôi cũng nói rằng một ở trong những cái nguyên tắc rất là đơn giản của một đời sống là mình đừng làm phiền người khác vì sự ồn ào của mình. Mình nói chuyện vừa đủ nghe thôi, nhưng mà thực sự cũng rất là khó. Nói chung là
Khi mình nói nhớ hòa đồng tu là nếu sống trong một cộng đồng, sống ở trong một đám đông thì mình cố gắng, mình tôn trọng những học giới, những nguyên tắc chung. Càng có nhiều cái nguyên tắc chung càng tôn trọng thì ít đụng chạm. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta nói đến điều thứ nhất, thứ hai, thứ ba là về thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, hay là thân hành động, lời nói về ý nghĩ bằng lòng từ. Thì chúng ta nói về cái sự phân chia tài bậc một cách hợp lý, những nguyên tắc cùng tôn trọng và giới hòa. Nhưng mà riêng về cái thứ là thế, phải chân chánh rồi, nhưng mà đó phải được chia sẻ với mọi người, cái nhìn rất là quan trọng. Và Đức Phật dạy được cái nhìn rất quan trọng, đó là tri kiến hay là cái nhìn hay là quan điểm. Thì khi mà chúng ta nói đến tri kiến hay cái nhìn quan điểm này thôi, không đơn giản, không đơn giản là chúng tôi nói về năm uẩn, một vị khác cũng nói về năm uẩn, cái đó là giống nhau, nó không phải là thứ kiến thức như vậy. Kiến thức vị nào cũng đồng như vậy, mà ở đây Đức Phật ngày dạy có bảy thứ kiến thức, bảy cái nhìn. Cái tri kiến đầu tiên đó, bảy tri kiến này là biết mình. Con người mà sống mà không biết mình là phiền lắm, thưa quý vị, phiền lắm. Biết mình có dục tham, biết mình có sân độc, biết có hoài nghi, có hôn trầm thủy miên, có trạo hối, hoài nghi hay không, cái đó mình phải tự biết mình. Nếu người khác không biết mình, họ nhắc mình thì không bằng tự mình biết mình. Nói một cách khác là một con người sống mà ở trên đời mà có khả năng tự biết những cái phiền não, mình tính hay tham, tính hay sân, tính hay hung trầm thủy biên, tính hay trạo hối, tính hay nghi hoặc, mà mình không có đủ kiến thức để mình tự biết mình thì mình có vấn đề. Chứ tôi nhớ rằng ở trong đời gặp nhiều người đến hỏi sân, đến hỏi quan cái, ai đụng cái gì chút là cũng giận, cũng quan cái, cũng làm lớn chuyện. Nhưng mà khi được nhắc là anh hay là chị nên bớt đi cái giận hờn, thì tôi đâu có giận hờn gì đâu, tôi là người bình thường, tại mấy bị làm cho tôi giận. Thì thứ gì, người đó họ chưa có khả năng tự biết mình. Một cái nhìn đầu tiên của cuộc sống đó, cái tri kiến đầu tiên rất quan trọng, đó là phải tự biết mình. Mình có nội tiền, mình có những cái vấn đề cá nhân mà mình có khả năng để mình biết được đó hay không. Đó là việc quan trọng. Và thưa quý vị, một cái sự hiểu biết khác mà rất là cần trong cuộc sống hàng ngày, đó là hiểu biết là mình có khả năng tự nghĩ hay không. Khả năng tự chỉ nó hai phương diện, một phương diện hay là phương diện đời. Thí dụ như một người có cái tật là hay lo ra, lo lắng hoài. Khi mình biết mình lo lắng, mình có khả năng để mình chặn nó lại không? Cái chặn nó là tự gì? Hay một người có cái tật là nói nhiều, bởi vì có ai nhắc được? Nhiều nhất chồng, anh lúc này hơi nói nhiều nha, chị nói em hơi nói nhiều, thì mình có khả năng dừng lại hay không? Hay là mình hay suy nghĩ tiêu cực, cái gì cũng bàn ra, cái gì tiêu cực, mình có khả năng chặn nó ra hay không? Cái khả năng tự chỉ đó là khả năng dừng lại, chặn lại, làm đứng lại những cái dòng tư tưởng, những cái khuynh hướng nội tâm. Và nếu chúng ta có khả năng đó thì chúng ta biết có, mà không có chúng ta phải biết là không có.
ở trên đó là mình biết về nó thì nhưng mà biết mình là ai, người thế nào, ở dưới là biết khả năng của mình. Cái khả năng, một khả năng rất là đặc biệt là khả năng tĩnh chỉ của nội tâm. Và cái tri kiến thứ ba đó, là biết về sự đặc thù của giáo pháp. Một người đi tu mà gọi là hiểu đạo, biết đạo thì người đó phải có khả năng biết cái gì mà chỉ có trong giáo pháp này mà không tìm thấy ở giáo pháp, ở những người ngoại giáo. Cái khả năng biết cũng quan trọng lắm, thưa quý vị. Như là mình sống mà mình không biết người biết ta thì khó sống. Con người mình lớn lên ở trong Phật pháp mà ai nói chuyện gì đó rồi thì đạo đạo cũng tốt thôi, đạo đạo cũng tốt thì mình không cần phải, mặc dù không cần phải đi tu phải theo là Phật làm gì, nhưng mà đến Phật pháp mình quy tâm bảo, bởi vì mình phải biết rõ có những cái gì mà chỉ tìm thấy trong giáo pháp này mà không tìm thấy ở bất cứ đạo giáo nào khác, cái đó mình phải biết. Và cái biết đó, đó nó nói lên một cái khả năng trưởng thành, một cái nhìn của một người đối với cái vừa tri kiến vừa tiềm kiến của mình. Một cái sự hiểu biết khác đó là cái khả năng xem con mình có dám thành thật nói lên những cái khuyết điểm mình hay không. Một con người mà có trình độ cao á, thì đó phải có khả năng thấy được lỗi mình, mà chẳng những thấy được lỗi mình còn dám nói được cái lỗi của mình, rồi là như pháp sám hối, như pháp sám hối. Còn cái người nào mà sống trong cuộc đời có lúc nào cũng đề cao cái bản ngã mình và chưa bao giờ thấy được và dám nói được cái lỗi của mình, dám bộc bạch những cái sự lỗi của mình, dám nói lên cái, dám phát lộ sai lầm của mình, thì điều đó chưa phải là một dấu hiệu trưởng thành. Và một điểm khác mà một người tu tập một khi mà đã có giá trị thật sự thì bằng cái tri kiến đó, người đó luôn luôn hiểu rằng mình nên hỗ trợ các bạn đồng tu của mình. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là một người mà vào tu trong giáo pháp mà tu đến thái độ ích kỷ, chỉ biết của mình thôi, ai mặc ai, ai chết mặc ai, mấy người tu chung quanh không quan trọng, thì người thật sự chưa có trưởng thành trong giáo pháp. Người trưởng thành trong giáo pháp là giống như một người đi một hành trình dài, ở trong cuộc hành trình đó có một nhóm người cùng đi và người hiểu rằng những người chung quanh quả thật có ít nhiều liên hệ đến mình và mọi người cần phải hỗ trợ lẫn nhau, có hỗ trợ lẫn nhau thì mới tiến đi tới được. Hay là một cái ví dụ như là những người cùng làm trong một công ty, có những người chạy ra bên ngoài, có những người lo ở bên trong, có những người lo về tiếp thị, có những người lo về sản xuất. Nhưng mà khi mà mình làm việc thì mình cũng nên nghĩ, mặc dù mình làm khâu này nhưng mà cái khâu bên kia mà họ gặp vấn đề mà mình không giúp thì có nghĩa là tất cả đều kéo nhau xuống hết. Thì cái người có mới làm được chuyện đó. Cái người không có hiểu biết là lúc nào chỉ muốn biết chuyện của cũng biết mình, không quan tâm đến người khác. Dạ, yeah. Cái này là cái rất là quan trọng. Và điều thứ sáu á, của một người mà có sự hiểu biết hay là cái tri kiến hay cái nhìn tốt là người phải có một cái trình độ
trình độ đủ tốt để nghe, để hấp thụ, để lãnh hội giáo pháp. Về điểm này thì cũng phải nói rằng sống ở trong một quốc gia mà dân trí cao á, thì đỡ nhiều việc. Sống trong một cái tổ chức mà những người học Phật pháp có hiểu nhiều, đỡ nhiều việc. Và mình cũng đi đường mà mọi người tương đối là có hiểu biết chung thì đỡ. Còn nếu mà đi đường mà những người cùng đi mà thiếu trình độ, đôi khi cũng mệt thương, rất là mệt. Tại vì sao? Không có đỡ được. Và sau cùng thì cái tri kiến đề cập đến sự trưởng thành trong giáo pháp qua hai điều gọi là nghĩa tính thọ và pháp tính thọ. Cái chữ tính thọ hay là Veda ở đây đó là gồm có hai điều là sự khoan hỷ và kiến thức, nó kết nối với sự khoan hỷ đó. Khi mình nói nghĩa tính thọ đó là nó cho học tự tin, và nó cái pháp chứng thọ đó ở đây là cái chữ nghĩa và chữ pháp ở đây đó, như Artha và Dhamma ở đây khi chúng ta định nghĩa là nhân là quả. Và theo trong sứ giải thì nghĩa đến thọ Atthaveda là cái khả năng có thể rũ bỏ phiền não, và pháp tính thọ là cái khả năng có thể nhìn, gọi là hồi quán, nhìn lại đó với niềm hoan hỷ. Ở đây là một trình độ tương đối là cao. Dạ, trình độ tương đối là cao. Ở trong cái nghĩa tích thọ và pháp tích thọ nó bao gồm cả hai phần là tri kiến và sự quan hệ. Nói một cách khác, đây là một cái sự trưởng thành ở trong giáo pháp thật sự. Là hiểu rồi, và trong cái hiểu đó có được sự hân hoan, có sự an lạc trong sự hiểu biết. Chúng tôi lấy ví dụ là mình học cái môn gì đó, mình học mà mình có sự hiểu biết cái nhuần nhuyễn đó là một gì, mà còn mình vui sống với cái sự hiểu biết đó, vui sống với cái nghề đó, vui sống với cái môn học đó, nó là một chuyện khác. Thế trong cái đạo Phật gọi là nghĩa đến thọ, pháp đến thọ. Thì thưa quý vị, bảy cái sự hiểu biết này, bảy cái kiến này, nó nằm ở trong cái gọi là kiến hòa. Và theo lời giải sau cùng của Đức Phật, bảy cái tri kiến này chỉ được thành tựu một cách trọn vẹn ở vị thánh tu đạo quả hay sơ quả. Chúng ta phàm phu cũng có vậy, nhưng cái gì mà mình có đó nó tương đối là hữu hạn chứ nó không hoàn toàn. Thí dụ như một đặc điểm của vị thánh tu đạo quả là không bao giờ
giấu giếm những lầm lỗi của mình. Các vị có lầm lỗi, các vị sẽ nói rất rõ, nói rất gọi là phát lộ một cách rất là tự nhiên. Đó là cái pháp tánh, đó là cái bản chất pháp tánh Dhammata, đây là bản chất tự nhiên. Tu đầu quân. Hay là thành tựu được cái niềm tin, là đây là sự đặc thù của giáo pháp, không có ở ngoài giáo. Và cái nhìn đó được chắc thật chỉ có vị tu đầu quân, không có ở ngoài. Hoặc là sự hiểu biết mà có nghĩa đến tọa pháp họ, thì thành tựu đặc biệt mà không có thay đổi, không có trao động, là chỉ có vị tu đầu quân sơ quả. Như vậy thì khi mà sống chung với nhau, ngoài cái lòng lân mẫn tâm từ đối với nhau, thì còn có sự chia sẻ về tài vật, có cái sự đồng chấp nhận những nguyên tắc chung, và đồng thời cái tình độ hiểu biết phải có. Nếu trình độ hiểu biết không có thì thực sự sống rất là khó hòa với nhau. Chúng tôi có lần cách đây vài năm, chúng tôi đọc một bài báo ở trên tờ Psychology Today. Ở trong bài báo đó họ nói về quan điểm về hôn nhân. Thứ vì họ nói đa phần người ta kết hôn vì ngủ quan, đó là vì thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Thị giác ví dụ thấy người đó đẹp, khứu giác ví dụ thính giác ví dụ nghe người đó họ nói âm vọng chiều mới dễ thương, vân vân. Nhưng mà cuộc hôn nhân mà bền vững lâu dài á, thì nó không phải chỉ nói về ngũ quan, mà trong đó nó cũng phải nói về kinh tế, nói về trách nhiệm, và đặc biệt nói về sự hiểu biết. Có trình độ hiểu biết, người ta biết đi lâu dài được. Còn không có chung sự hiểu biết, là đồng sàng dị bọng á, để ra khó có thể hòa hợp được. Một cái nguyên tắc mà ngày nay càng ngày chúng ta thấy càng rõ, đó là những người có thể cộng tác lâu dài, có thể đồng hành trên một hành trình dài, đa phần là phải có những cái tương đồng về kiến thức, tương đồng về quan điểm giá trị. Không phải họ chỉ thọ trì một số nguyên tắc chung, không phải họ chỉ có khả năng san sẻ với nhau, nhưng trình độ hiểu biết rất là quan trọng. Khi mà cái trình độ chênh lệch quá đó thì nó có vấn đề. Và vì vậy Đức Phật Ngài kêu gọi những người đệ tử của Ngài, khi mà sống chung thì một điểm rất là cần thiết, người là quan trọng nhất, đó là tri kiến hay là trình độ. Đức Phật dạy sao về điều đó? Ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, trong sáu pháp cần ghi nhớ, có một pháp tối thượng thâu nhiếp tất cả, làm duyên mối cho tất cả, chính là tri kiến. Thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Này các tỳ kheo, ví như một căn nhà có mái nhọn như ngọn tháp, có một pháp tối thượng nhiếp tất cả, làm duyên mối cho tất cả, như là mái nhọn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối thượng thôi giúp làm gì mỗi cho tất cả, chính là tri
thuộc về bậc thánh có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Không có hiểu biết nó có nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như là một người có hiểu biết là người phải biết bản thân của mình. Cái người không biết bản thân của mình lúc nào cũng quên quan, lúc nào cũng gỗ ngực sinh tơ, lúc nào cũng sống như một hình ảnh một con chó săn chạy theo con mồi, không bao giờ biết tự xét chính bản thân của mình, thì điều đúng quý lắm. Nếu mà mình sống mà không có tự đặt vấn đề là à, mình có tham hay không, mình có sân hay không, tham nặng hay sân nặng, vân vân, sống phải có khả năng, đó là một thứ tri kiến, đó là một thứ hiểu biết. Vì cái khả chỉ nội tâm à. Có gì điểm là họ uống rượu vào dù một chút đó, họ cũng sai. Có những người họ tự biết rằng họ dễ có tự ái, ai chồng giận họ, họ dễ nói nóng. Nếu mình bị khuyết điểm đó thì mình tránh đi, tránh không có uống rượu, tránh không có tự đặt mình vào trong trường hợp bị tác động với người khác. Có nhiều người họ không có sự hiểu biết đó, họ tự biết mình là một nạn nhân và tự tạo ra cái phiền lụy cho người khác, tại vì không không biết mình, không biết người, không biết mình. Cũng có những người đi tu cả được cuộc đời không biết đặc thù của giáo pháp, cũng như có những người Việt Nam sống về chứ cũng biết cái văn hóa mà đặc thù của Việt Nam là cái gì, cái gì mà khiến cho văn hóa Việt Nam khác văn hóa Tàu, khác văn hóa Nhật, khác văn hóa Campuchia, không biết. Mình cứ sống sống vậy thôi, ai làm sao mình làm việc mình không biết. Cũng có những người không có đủ cái sự hiểu biết để thấy rằng cái tư cách của con người quan trọng là dám thấy được cái lỗi của mình và dám phát lộ cái lỗi của mình, tức là dám nói ra cái lầm lỗi của mình. Dù mà sống ở trong nền văn hóa thể diện sĩ diện, trong văn hóa thể diện sĩ diện, một lời xin lỗi nó cũng là một chuyện khó khăn. Nhưng mà chúng ta sống trong thời đại mình biết rằng nhân vô thập toàn, mình có lỗi cái xin lỗi thôi, mình làm điều sai cái nhận mình sai thôi. Và ở đây có một điểm rất thú vị, Đức Phật ngài dạy rằng một người sống có tri kiến, có sự hiểu biết thì người đó luôn luôn hỗ trợ bạn đồng tu, đó là một bổn phận, đó là một trách nhiệm. Nhưng bên cạnh đó rồi người đó cũng thấy được rằng hỗ trợ bạn đồng tu cũng là cách hỗ trợ chính mình. Sống ở trong cộng đồng tăng chúng, ăn cơm của Tam Bảo, của đoàn tính, mà mình không hỗ trợ bạn đồng tu như vậy thì mình đánh mất ý nghĩa to lớn. Mình không quý những người cùng tu tập chính mình không quan tâm đến những người đồng hành với mình, thì thật sự Đức Phật ngài dạy cho người không có hiểu biết. Cái chuyện sợ nhất trong đời sống tu đó sẽ ích kỷ. Ích kỷ là lúc nào cũng chỉ biết của mình thôi. Giống như quý vị sống ở ngoài đời mà có những hạng vợ chồng, có những ông chồng bà vợ, lúc nào ích kỷ chỉ biết của mình thôi. Nhưng mà quên rằng cuộc sống không phải chỉ có một mình. Cuộc sống mình có vợ có chồng nữa, mình ích kỷ quá. Chồng không lo cho vợ, vợ không lo, thì không sớm gì muộn gia đình nó cũng sụp đổ. Là cái sự hỗ trợ lẫn nhau, nó giống như mình đi trên cuộc hành trình vậy. Ở trong cuộc hành trình đó là đỡ đần cho nhau. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa có lần nói chuyện, ngồi nói chuyện với thân phụ của chúng tôi, thân phụ chúng tôi đi lính, thân phụ chúng tôi nói rằng khi mình đi hành quân, khỏa lực là một chuyện, nhưng cái ý thức của những người đồng đội, những người lính gọi là đông có mày tây có tao, tức là mỗi người chịu trách nhiệm để dùng chừng một hướng và làm sao để có thể để chi viện cho nhau, chống lưng cho nhau, đỡ đần cho nhau, đó là chuyện quan trọng. Tức là không phải là đưa một cái đại đội, một tiểu đoàn, một trung đoàn, một sư đoàn ra trận là cứ đánh tới thôi, mà còn phải làm sao biết điều quân để người này có thể dòm ngó cho người kia, người người mà ứng chiến mặt
phía đông ngưỡng với phía tây, ngưỡng phía dưới, phía nam, phía bắc, trước mặt, sau lưng, chứ không phải là mà nay đấy ra nó đổ xuống hết. Rất cần để chúng ta đỡ đần cho nhau. Thứ gì, khi mà chúng ta đọc những điều này thì mình thấy rằng cái trình độ hay kiến thức rất là cần, và Đức Phật dạy rằng đó là điều quan trọng nhất. Cái người sống không có được trình độ kiến thức đó. Chúng tôi nhớ ông Jameson, ông là viện trưởng đại học Cornell, ông có nói rằng một cái người mà có bằng cấp cao mà người sống rất ích kỷ, chỉ biết có mình thôi và không bao giờ quan tâm đến những người khác, thì nếu người có học vị cao vẫn là một kẻ vô giáo dục. Câu nói rất là nặng, nhưng mà quả thật là tất cả những người sống ích kỷ mà chỉ biết có bản thân của mình thôi, thì nếu họ sống trong cuộc hôn nhân một cái ích kỷ thì hôn nhân sẽ đổ vỡ. Họ sống một tập thể chỉ biết có mình thôi, còn chỉ biết bản thân cái ích kỷ thì họ sẽ không có tồn tại trong tăng chúng lâu. Và để con người mà mình sống như vậy đó, là mình phải có trình độ, phải có sự hiểu biết. Không có ai sống ở trong cuộc đời này mà sống hòa hài với người khác, sống trong tinh thần sống hòa mình vào đại thể, vào cái chung mà thiếu sự hiểu biết. Sự hiểu biết rất là quan trọng, bởi vì ở đây là điều Đức Phật nhắc, người nhắc đi dạy rất là nhiều, sự hiểu biết rất là quan trọng. Thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử. Nãy giờ thì chúng tôi vẫn chưa thấy chúng tôi chưa vào trong. Bây giờ hình như ở ngoài Đức Nguyên Thông ra thì chúng tôi cũng không, ngoài Sư Nguyên Thông ra chúng tôi cũng không thấy có vị giác sư nào khác. Không biết hôm nay có vị có bằng việc gì không. Sư Nguyên Thông có mặt ở trước mắt không? Nếu Sư Nguyên Thông có mặt trước mắt, xin thỉnh Sư Nguyên Thông nói cho bài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi Sư Nguyên Thông có nghe được không? Có lẽ Sư Nguyên Thông không có mặt ở trước mắt và không nghe. Thưa quý vị, quý vị quan hỷ, hôm nay thì chúng tôi nghĩ là không có các vị giảng sư nên chúng tôi soạn các câu trắc nghiệm cho quý vị trả lời. Tuy nhiên không, chưa có vị giảng sư nào tiếp lời cho chúng tôi một đôi phút để chúng tôi soạn các câu thảo luận. Một lần nữa hỏi Sư Minh Thông, Sư Minh Thông có trước máy và có nghe được không? Dạ, thấy Sư Minh Thông nói cho vài lời rồi chúng tôi sẽ soạn các câu thảo luận cho quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nguyễn Thông, con tuân lệnh sư phụ giác đản nói vài lời về cái giáo pháp mà chúng ta học hôm nay. Kính thưa sư phụ và kính thưa toàn thể chư vị chapter của đạo tràng, cái bài kinh rất là quan trọng và con chúc mừng chư vị đã có học được bài kinh hôm nay. Quý vị đã học được bài kinh hôm nay tức là quý vị đã học được toàn bộ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái chuyện này thì ta gọi là cái chuyện của Cô Sâm Bí, tức là có hai cái nhóm tỳ kheo vì một cái lý do mà tế nhị nào đó mà sư phụ giác đẳng đã chỉ cho chúng ta là trong này có những vị tài giỏi, nhờ những vị tài giỏi đó dường như không có tham gia vào vụ này, chỉ có những bậc tỳ kheo chưa chứng quả, cho nên là họ tranh giữa nhau. Bởi vì cái vụ này cho nên Đức Phật đã bỏ đi, đi vào vô cái rừng. Và lúc đó có con voi thì nó cúng dường cho sư phụ, cho Thế Tôn trong những tháng ngày mà ở trong rừng đó. Rồi sau đó
rồi hai cái nhóm tỳ kheo mà tranh đấu với nhau đó, rồi cái dân chúng mới thấy như vậy mới là không có cúng dường cho họ, mới là đói vân vân. Và lúc đó họ mới nghĩ lại, và Đức Phật lúc đó mới là nói ông A Nan, họ mới lợi Đức Phật để mà tạ lỗi, thì Đức Phật mới là giảng dạy cho họ và để cho họ biệt trú một thời gian, rồi sau đó mới là họp lại. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng những người nào mà học được cái giáo pháp mà không đạt được một cái tri kiến, mà tri kiến hồi nãy mà sư phụ nói là tri kiến của bậc thánh, là cái tri kiến đó là cái chóp bu, nó nằm cao nhất mới thấy được cái sự việc, là thấy được cái tâm của mình và thấy được lỗi của mình. Và những người thấy được cái tâm của mình, thấy được cái lỗi của mình thì không bao giờ giấu lỗi. Đó là những bậc từ tu đà hoàng trở lên. Cho nên những vị tu đà hoàng là những bậc thánh, Phật, Phật tu đà hoàng sơ quả, nhị quả là tư đà hàm, tam quả là a na hàm và tứ quả a la hán. Cho nên chỉ những cái vị Phật mà đã chứng được thánh quả rồi, cho nên biết được cái tánh tướng thể dụng của tất cả những sự việc đã xảy ra. Cho nên một vị mà đã chứng được tu đà hoàng rồi thì không bao giờ trở lại của cái đời sống bình thường được. Cho nên có câu nói rằng những người mà chứng thánh quả rồi cũng như những người đã nằm ở trong cái thùng phân đó, mà được thoát ra khỏi thùng phân, tắm rửa sức dầu thơm sạch sẽ rồi, thì những người đó không bao giờ trở lại nằm vô cái thùng phân đó nữa. Còn những người như chúng ta mà chúng ta không biết là chúng ta là những người chúng sanh mà theo những người bậc thánh đó, thì họ thấy rằng những người mà chúng sanh như chúng ta thì cái mùi hôi thối nó cách xa được mấy do tuần nữa, mà chúng ta không biết. Bởi vì chúng ta thì chúng sanh chúng ta hửi cái mùi thối với nhau thì chúng ta đâu có biết rằng là chúng ta thối đâu. Cho nên là những người mà đã tu hành mà thành được là thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ rồi thì đã là bậc tu đạo hoàng rồi, thì họ dứt trừ cái tham ái, dứt trừ những cái thân kiến của họ. Cái mà dục ái và sân thì họ được muội lược thôi, rồi lên tu đạo hoàng được muội lược thêm tí nữa mới vẫn còn. Cho nên những vị tu đạo hoàng như tư đà hàm có thể chồng, nhưng mà lên a na hàm thì không còn cái dục ái nữa đó, nhưng mà vẫn còn có sắc giới, rồi vô sắc giới, dục ái và sân, kiêu mạn và sân. Cho nên cái mà những người mà đã chứng thánh quả rồi thì họ không còn tham gia vào cái vụ mà sân si, là bè phái bên này bên kia. Vì vậy cho nên cái bài kinh mà cô Sâm Bí này, chúng ta thấy rằng một thời đó mà những người còn hơn tranh hơn thua, mà những vị mà có về bên bên kinh tạng và những vị mà bên luật tạng thì những vị đó thì không có tham gia vào, họ chỉ nói một cách nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà những người đệ tử là bè phái, cho nên là từ cái chuyện bé xé ra to đó. Cho nên là có cái sự kiện cái cô Sâm Bí này cho Đức Phật đã bỏ đi, và sau ba sáng sau thì sẽ trở lại, thì cái chuyện này là một cái bài học cho chúng ta. Đã là Phật tử và đã là tu sĩ thì phải hiểu rõ mình, mà cái hiểu rõ mình đó gọi là sa tí, tức là có cái chánh niệm. Cái người có chánh là người quay về trung tâm của mình, chứ không phải xoay mối người khác để hạ bệ người khác, để tôn sinh cho chúng ta. Sự thật chúng ta có đâu có cái ngã đâu, chỉ là cái sắc quẩn mà thôi. Mà vì mình cho rằng cái sắc quẩn đây là mình rồi, mình cho mình là số 1 hay số 2 vân vân, rồi cái đó là cái sai lầm mà chúng ta không tự biết. Vì vậy cho nên những người mà tu sĩ hay là những người Phật tử là luôn luôn phải nhìn vào cái trong tâm của mình, mà tiếng Anh gọi là introvert, tức là người đã phải quán lại cái nội suy để thấy rằng chúng ta đang ở đâu.
Mà trước khi mà con được đi vào vào bên nguyên thì con thấy ngày này trong 24 giờ đồng hồ ta chỉ làm có một việc mà thôi, một việc duy nhất. Cái học trò cái ngài nói dạ thưa thầy, thầy học cái gì thầy sẽ làm cái gì, thì ngài Huệ Năng nói ta chỉ tìm lỗi của ta mà thôi. Cho nên cái câu đó mà con hồi già khoảng mười mấy 20 tuổi đã thấy cái câu đó rồi, đến bây giờ 81 tuổi thì càng thấy cái câu đó là một câu mà tất cả chúng ta thường xuyên phải làm. Bởi vì cái người mà tìm lỗi cho của mình để rồi không phạm lỗi nữa thì chỉ có bậc thánh mới làm được điều đó mà thôi. Còn chúng ta là người soi mói người khác, coi người này là sai chỗ nào, dở chỗ nào, tham chỗ nào, sân chỗ nào để mà chê cười người ta, thì chúng ta là những loại đó. Cho nên hiểu biết được điều này thì con nghĩ rằng chúng ta nên soi mình. Cho nên là Đức Phật thì người Tây hay là Mỹ nó gọi là cái người biết mình, tự biết mình đó. Cho nên Phật là gì? Phật tức là người đã gọi, tiếng Nho gọi là giác giả. Giác giả là người tự biết mình mới gọi là Phật. Còn chúng ta tưởng là chúng ta là một con người, sự thật trên thế gian này không có cái từ ngữ là con người mà có nghĩa của nó. Nó chỉ là một cái danh để mà nói cho biết mà thôi, chứ sự thật chỉ là ngũ uẩn mà thôi. Ngũ uẩn là lesan agriga, tức là năm cái nhóm lại là sắc thọ tưởng hình thức thôi đó, hay là mắt tai mũi lưỡi thân ý thôi, chứ không có, ngoài ra không có cái gọi là cái con người mà chúng ta lầm tưởng rằng chúng ta là một con người, một người có tên là Nguyên Thông đó. Như sự thật đó chỉ là cái danh thôi, cái nama là Nguyên Thông, còn rupa là cái thân thể bằng xương bằng thịt thôi đó. Vì vậy cho nên cái này mà chúng ta học được thì con nghĩ rằng đó là một cái điều mà chúng ta được may mắn được học. Học được bài kinh này có thể hiểu được toàn thể giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên kính thưa chư vị, chư vị mà khi học được bài kinh này rồi, chư vị mà được chứng đắc được thì tất cả kinh pháp, kinh sách mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy thì tự nhiên quý vị rành hết. Khi mà con đọc kinh, con thấy có một vị tỳ kheo già hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: "Thưa Thế Tôn, giáo pháp của Thế Tôn có những cái điều gì quan trọng?" Thì ngài nói: "Giáo pháp của ta chỉ có hai điều mà quan trọng là pháp học và pháp hành." Còn cái ngài đó mà hỏi là: "Thưa ngài, thưa Thế Tôn, pháp học là gì?" Thì Đức Thế Tôn ngài nói là: "Nếu có con học được là trường bộ, trung bộ, tương chi bộ, tăng chi bộ và tiểu bộ thì con học cho rành rẽ rồi con giảng lại, thì cái đó là pháp học." Thì ngài đó nói là: "Thưa Thế Tôn, con già quá rồi, con không học nổi như đó, thì Thế Tôn chỉ cho pháp hành thôi." Thì ngài nói pháp có Samatha và Vipassana. Samatha là thiền định, là chăm chú cái tâm của mình vào một cái đối tượng, cái casino đó. Rồi tức là nếu mà đọc đất nước gió lửa thì niệm, hay là xanh trắng đỏ vàng thì niệm. Rồi cái thứ hai là Vipassana để niệm thân thọ tâm pháp. Thí dụ gọi là thân bất tịnh, thọ là khổ, pháp vô thường, tâm vô thường, pháp vô ngã. Thì như vậy thì ngài nói: "Thôi xin Thế Tôn dạy cho con cái pháp hành thôi." Thì chẳng mà một tuần lễ, hai tuần sau cái vị đó chứng được A-la-hán. Thì mà chứng được A-la-hán thì tam tạng kinh điển ngài các ngài đều rành cả. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, khi mà Nguyên Thông nói là quý vị học được cái pháp này thì quý vị sẽ thông suốt được tam tạng kinh điển, thì nghe qua nói phi lý. Nhưng mà nếu mà quý vị học cái bài kinh này và hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc gần vật xa của bài kinh này thì tam tạng kinh điển quý vị sẽ không có xa lạ. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta học kinh thì chúng ta phải học một cách nghiêm chỉnh, tức là hiểu biết tánh tướng thể dụng, hiểu biết lời giảng dạy sâu sắc, sâu xa và cận kề của những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong bài kinh này, hay trong tất cả bài kinh nào cũng vậy. Vì nếu mà chúng ta đọc kinh là phải thường xuyên đọc kinh, mà đọc rồi suy nghĩ cặn kẽ, thì khi mà chúng ta đọc và suy nghĩ cặn kẽ rồi thì cái tầm hiểu biết của chúng ta càng ngày càng hơn. Cũng một bài kinh đó mà ngày mai thì đọc hiểu thâm sâu một chút nữa, ngày mốt hiểu thâm sâu hơn một chút nữa, thì cái quan trọng là cái thâm sâu của bữa nay
thì nó làm cho cái sự hiểu biết ngày hôm qua của mình thì thâm, cho nên nó không có chống trái lại những cái mình hiểu biết ngày hôm qua. Rồi ngày mai, ngày mốt chúng ta học đọc kinh đó, chúng ta hiểu thâm sâu hơn, thì cái thâm sâu này nó cũng không chống trái những cái mình đã thâm sâu ngày hôm qua. Đó. Thì đó là một cái lạ lùng trong kinh pháp, một cái vi diệu trong kinh pháp, trong pháp Phật. Càng đọc thì càng hiểu thâm sâu, mà nó không đi chống trái lại những cái trước. Đó. Cái chỉ có kinh Phật mới có cái điều này. Vì vậy cho nên chúng ta rất là may mắn. À, dù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã rời xa chúng ta 2563 năm, nhưng mà kinh sách lại vẫn còn đây, và Bát Thánh Đạo vẫn còn đây. Đức Phật giảng dạy rằng khi nào, bất kỳ nơi nào mà còn có Bát Thánh Đạo thì nơi đó còn có Tứ Quả Sa Môn. Bát Thánh Đạo hay Bát Chánh Đạo cũng thứ thôi. Bát Thánh Đạo hay Bát Chánh Đạo, bởi Chánh Đạo là Thánh Đạo rồi. Nơi nào còn có Bát Chánh Đạo hay Bát Thánh Đạo thì nơi đó còn Tứ Quả Sa Môn, tức là Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì ở thế gian này vẫn còn Tứ Quả Sa Môn đó, nhưng mà quý vị sẽ không nghe, tại vì những người mà thực chứng thì không ai nói hết. Bởi vì không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài không tuyên bố mà thôi. Nhưng mà các ngài đó đã chứng được thì các ngài đó thì tự biết mà thôi. Thì ở Việt Nam Nguyên Thông không biết có ai không, nhưng mà ở những đất nước Phật giáo như là Tây Tạng, gọi như là Myanmar hay là Sri Lanka, Thái Lan, vân vân, có thể là Cao Miên cũng có, Lào cũng có. Nhưng mà họ, những người mà thật sự chứng quả được thì không ai nói cả. Vì vậy cho nên chúng ta rất là may mắn đến giờ này mà cái Bát Thánh Đạo vẫn còn chánh chia ghi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vẫn còn là nơi đó, vẫn còn Tứ Quả Sa Môn. Và may mắn cho chúng ta hàng ngày được vào kinh nghe kinh Phật do những vị tỳ kheo lão luyện trong nghề, trong ngành đã giảng giải cho chúng ta, thì chúng ta rất là may mắn. À, Nguyên Thông mến chúc và kính chúc chư vị sẽ thành tựu được những điều mà quý vị đã mơ ước. Con rất là hạnh phúc thấy trong room hàng ngày có nhiều cái nick thân thương như là Goben, Huệ Ngọc, giáo sư Kim Milanda, Lăng Dầu Nguyệt, Đặng Đông, Thanh Thủy, Thi Lâm, sư phụ Minh Hạnh, vân vân. Giọt Mưa, Cuối Mùa, Phong Lan, Sương Mai, Tâm Hạnh, Tâm Hành, sư phụ Pháp Tính và Châu Phan, vân vân. Đó là những người mà vào room này hàng ngày, ít khi vắng mặt vì có những sự việc của những cái chùa mà các vị đó cần phải có mặt trong những ngày đó, cho nên là có vắng mặt chứ sự thật ngày nào cũng đầy đủ đây. Đó, đó là những điều mà chúng ta con thấy rất lấy làm hạnh phúc mà chúng ta được may mắn vào room đây để học. Dạ thưa con xin trao mai là cho sư phụ, bởi vì con thấy sư phụ đã xong rồi. Con thỉnh cầu xin mời sư phụ trở lại mai, và con chân thành tri ân chư vị lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ cầm mai. Chào mừng, xin chân thành được Quyên Thông. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta mở đầu với một câu trắc nghiệm và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nếu Đại Đức Pháp Tính đang ở trước máy và nghe, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoàn nghiệm cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Có lẽ Đại Đức Pháp Tính không nghe được. Xin phiền ông già thấy Đại Đức Pháp Tính trả lời rồi. Mời quý phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 1 và tỉnh Đại Đức Pháp Tính hoàn nghiệm cho đáp án. Trong bài kinh hôm nay, khi nói về yếu tố sống hòa hợp thì điều nào sau đây được xem là quan trọng nhất? A là sự lân mẫn. Sự lân mẫn tức là lòng từ ái trong lời nói, hành động, ý nghĩ. B là chia sẻ tức là mình san sẻ những gì có, ví dụ như là cơm áo. C là sự hiểu biết, là cái trình độ hiểu biết. Và D là sự đàng hoàng. Sự đàng hoàng ở đây tức là sự thọ trì các giới luật. Thì mình thử xem trong bốn điều này A, B, C, D, điều nào mà Đức Phật gọi là quan trọng nhất. Mời quý vị đứng trả lời và kính thỉnh để được lĩnh hoàn thiện cho các bạn.
Nam mô Bụt Thà Dạ. Không biết quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tin hiệu là đó. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Bất Đẳng. Kính chào sư Phong. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Bây giờ chúng ta tiếp tục với cái câu trắc nghiệm mà thượng tọa đã nêu lên. Ở trong cái câu trắc nghiệm này đó, hỏi rằng trong cái bài kinh hôm nay khi nói về những cái yếu tố sống hòa hợp thì điều nào sau đây được xem là quan trọng, được xem là quan trọng nhất? A là sự lăng mẫn, B là sự chia sẻ, C là sự hiểu biết, D là sự đàng hoàng. Vậy thì ở trong cái câu trắc nghiệm số 1 này á, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ tìm cái điều nào quan trọng và nó liên quan ở trong cái bài kinh ngày hôm nay. A là sự lăng mẫn. Thì đối với cái đời sống tu tập, dù cho chúng ta có tu hay là chúng ta không có tu cũng vậy, chúng ta cũng phải có những cái cách đối xử, hoặc là đối với cái đáp án B á, là chúng ta tu tập chúng ta cũng phải biết chia sẻ. Thì đáp án C thì sự hiểu biết, đáp án D thì sự đàng hoàng. Chúng ta thấy rằng là bốn cái đáp án á, cái nào nó cũng cũng thích hợp đối với cái đời sống tu tập của mình. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đối với đạo Phật của chúng ta, đạo Phật từ bi và trí tuệ, từ bi và trí tuệ có nghĩa là mình tu tập, mình có chia sẻ, mình cũng phải có cái sự hiểu biết, hoặc là mình tạo những cái công đức thiện sự, mình bi mẫn hay lăng mẫn hay là mình đàng hoàng, nó cũng phải xuất phát từ cái sự hiểu biết, thì nó mới đem lại cái, nó đem lại cái kết quả mà cho chúng ta. Do vậy mà ở trong bốn cái đáp án này thì chúng ta thấy rằng cái đáp án nào nó cũng cần đối với cái đời tu của chúng ta. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng cái đáp án C thì nó liên quan với cái bài học nhiều hơn. Do vậy chúng tôi cũng chọn cái đáp án C cho cái câu, làm cái câu trả lời cho câu trắc nghiệm số 1 này. Vậy thì chúng tôi thấy tất cả các vị đều chọn cái câu C, thì coi có ai chọn khác không? Dạ, không có thấy ai chọn câu khác hết. Do vậy, rồi, vậy thì một là chúng tôi và quý vị sẽ đều đúng hết. Hai là chúng tôi và quý vị đều sai hết. Dạ, con thì con chọn cái câu số 1. Dạ, xin lỗi, đáp án C cho câu trắc nghiệm số 1 này. Con không biết thượng tọa Hiệp Đẳng có ý kiến gì hay không. Dạ. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sao thuộc cái chân từ Đức Phật Tịnh. Dạ, đáp án của chúng ta là thì hiểu biết như trong bài kinh này Đức Phật dạy rằng ở trong sáu pháp lục hòa thì cái tri kiến, tức là kiến hòa, cái tri kiến và cái pháp cao cùng là tối thượng, là quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta bước sang câu trắc nghiệm số 2 và xin được thỉnh sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông không biết có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, thỉnh sư Nguyên Thông quan kỳ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Mời quý Phật tử trả lời. Câu nào sau đây được xem là đúng theo Phật Pháp? A. Người có lỗi và biết mình có lỗi là người đáng quý. Đức Phật Ngài
Ngài không có nhấn mạnh là một người phải hoàn hảo với người đáng quý, mà Ngài nói rằng người mà có lỗi mà biết mình có lỗi là người đáng quý. B là người có hiểu biết và có tu tập, khi có lỗi thì luôn nhận lỗi và nhiều pháp sám hối. Tức là một cái dấu hiệu của người có tu đó là người nếu mà mình có lỗi thì mình sẵn sàng nhận lỗi và mình nhiều pháp sám hối, tức là sám hối theo đúng theo pháp. C là bậc thánh tu đạo quần không bao giờ cố tình che giấu những lầm lỗi bản thân hay là có những hành vi khuất tất. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và cái lời xin vị thông thì cho nói. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con được viên thông, con tuân lệnh sư phụ có đáp án cho câu hỏi số 2, hỏi rằng câu nào sau đây được xem là đúng theo Phật Pháp? Người có lỗi và biết mình có lỗi, người đáng quý. À, dạ, đúng như là sư phụ đã giảng dạy là cái người có lỗi và biết mình có lỗi là một cái tài hay rồi đó, thì là cái người đáng quý. Tại sao? Là bởi vì người đó có cái sự hiểu biết, có cái tri kiến, mà cái tri kiến này là mình biết mình có lỗi, chứ không phải là mình giàu có lỗi mình che giấu là biết mình có lỗi là hay rồi. Cho nên câu B, qua câu B là một người có hiểu biết và có tu tập. Người biết và có tu tập là một người đang đi trên, đang đi đúng hướng trên con đường, và khi có lỗi là luôn biết nhận lỗi và như pháp sám hối, thì rõ ràng người này là cái người đã giác ngộ rồi. Là vì có hiểu biết và có tu tập, và khi có lỗi và biết nhận lỗi và biết như pháp sám hối là đi đúng con đường, là đây là con đường của người, tất cả những người Phật tử trong room này và những người tỳ kheo mà chưa chứng A-la-hán, thì biết lỗi thì mà biết nhận lỗi thì như pháp sám hối, thì đó là cái người mà con học là một vị mà tu đạo hoàng đó. Khi có phạm lỗi thì không bao giờ che giấu đó. Rồi C là bậc thánh tu đạo hoàng không bao giờ cố tình che giấu những lỗi lầm của bản thân. Đó là theo kinh sách để giảng dạy là những người tu đạo hoàng không có bao giờ che giấu lầm lỗi mình, bởi vì người này chưa hoàn toàn là dứt bỏ những cái tham ái là sân hận. Cho nên trong sơ suất, trong cái sự mà chỗ nào đó còn quên hay là có thì có cái phạm lỗi, và hãy phạm lỗi là biết nhận lỗi, vậy theo pháp sám hối là phát lồ đó. Đó, đó. Vì vậy cho nên cái vị thánh tu đạo hoàng không bao giờ cố tình che giấu những cái lầm lỗi bản thân. Và vì cái ABC đều đúng cả, và do đó cái câu trả lời phải là câu D, đó là ba câu trên đều đúng. Kính thưa sư phụ, đó là cái sự hiểu biết của con trong câu thốt số. Nếu có điều chi sai xuất, xin sư phụ từ bi chỉ dạy để cho con và đạo tràng học thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con thỉnh mời sư phụ trở la mai, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sao cũng kính thưa sư Minh Thông, bây giờ chúng ta bước qua câu trắc nghiệm số 3 và thỉnh Đại Đức Hướng Tướng Hoàng Thị cho đáp án của trắc nghiệm này. Không biết Đại Đức Hoàng trước máy còn có nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về 7 cái tri kiến cao thượng của Bậc Thánh. Và chúng ta thử tìm xem trong những điều này nào sau đây mà nó không nằm trong 7 tri kiến đó. A là kiến thức phổ thông. Kiến thức phổ thông thường chúng ta gọi kiến thức tổng quát. B là hiểu biết về triền cái nội tại của bản thân, tức là hiểu biết là mình có tham, có sân, có hung tầm, phỉ miên, có trạo hối, có hoài nghi hay không, tức là mình có biết, tự biết về bản thân mình hay không. C là biết được cái gì là đặc thù của Phật Pháp so với ngoại giáo, là ý thức được rằng cái này là có phải là cái chỉ có thể tìm thấy trong giáo Pháp mà phải ở chỗ khác. D là ý thức được trách nhiệm với bạn đồng tu, tức là cái sự hiểu biết mình xong mình phải có cái trách nhiệm với bạn đồng tu, bạn đồng phẩm hạnh.
Ví dụ ABCD, cái nào không nằm ở trong tri kiến của Bậc Thánh thì xin mời quý Phật tử trả lời. Và kính thỉnh đại đức Phật tử. Thành Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, không biết quý vị dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, chúng tôi đang ở trong bệnh viện mà vừa đeo khẩu trang và vừa đeo mắt kính. Anh là như vậy mà nói quý vị cũng nghe rõ, cũng rất là mừng. Cảm ơn quý vị. Dạ, một lần nữa còn kính lãnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng. Và kính chào đại chúng ở trong room. Câu này hơi khó nha quý vị. Cái chi kiến nào sau đây mà không thuộc về bảy cái chi kiến của Bậc Thánh được đề cập ở trong cái bài kinh này? Đó, thì chúng ta phải phải tìm, chúng ta phải tìm, chúng ta sàng lọc ra coi cái nào. Cái nào mà nó không có ở trong cái bài kinh này. Chứ thường thường á, thì quý vị thấy rằng các cái ý kiến thì Bậc Thánh á, thì có cái sự hiểu biết rất là nhiều cái pháp của thế gian, hay là cái pháp mà vượt ngoài thế gian, hoặc là nói chung là các Bậc Thánh, quý vị thấy rằng thường thường các ngài đều biết được rất là nhiều. Hữu vi hoặc là cái bất cứ một cái pháp trong đời hay là vượt cái thế gian này, Bậc Thánh đều biết hết. Nhưng mà ở đây thì có một cái là chúng ta phải coi lại cái tri kiến nào đó, kiến thức nào á mà nó không có được đề cập ở trong cái bài kinh này. Vậy thì đáp án A đó là kiến thức phổ thông. Kiến thức phổ thông, chúng ta coi lại, chúng ta nhớ là cái bài kinh này, cái bài kinh này có nói cái gì mà về một cái sự tổng quát hay không, một cái sự phổ quát là tất cả hay không. Như đối với chúng tôi thì không có ở trong bài kinh này nhấn mạnh về sự hiểu biết truyền cái, hoặc là biết được cái gì là đặc thù của Phật pháp trong cái ngoại giới, rồi ý thức được cái trách nhiệm với cái người bạn đồng tu. Vậy là cái câu này thật ra đó thì mình mới đầu đồng mình đọc vô đó thì mình thấy hơi khó chọn đó quý vị, nhưng mà ý lại nữa thì chúng ta thấy rằng ở trong rất là nhiều, nhưng mà cái chi pháp đó thì liên quan, liên quan đến 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 bài kinh rất là nhiều. Mà nói về cái kiến thức phổ thông á, thì thật sự ra các bậc thánh hay là các ngài đều có hết quý vị, nhưng mà do không có đề cập ở trong cái bài kinh này nhiều, không có bằng những cái chi pháp khác, thành ra không có bằng cái kiến thức khác. Thành ra chúng ta thấy rằng cái đáp án nào á nó cũng thuộc về cái kiến thức của các ngài đó, nhưng mà do cái câu A đó, cái kiến thức này á không có đề cập trong cái bài kinh này, không có được nhấn mạnh trong bài kinh này, thành ra chúng ta mà cái câu mà chúng ta cần tìm, cái đáp án chúng ta cần tìm là chi kiến nào sau đây không thuộc về bài bảy chi kiến của Bậc Thánh được đề cập trong cái bài kinh này. Vậy chúng ta chọn chúng ta chọn cái đáp án A rồi vậy thì chúng tôi cũng chọn cái đáp án A và chúc mừng quý vị đáp án A này. Bây giờ thì con xin thỉnh trường tọa trở lại.
cái chừng qua tác nghiệp số 4 và cho đã bán cầu số 4, không biết Sư Minh Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Sư Minh Thông nghe được thì xin Sư Minh Thông quan hệ. Dạ. Mời quý vị tự trả lời cho bốn. Bài học ngày hôm nay chúng ta nói về cái pháp hòa kính, và ở đây là cái pháp mà hóa giải những cái chia rẽ, phân hóa, luận tranh chấp giữa cộng đồng tăng chúng. Tức là chúng ta nói vấn đề của chung, vấn đề của cộng đồng, vấn đề của nhiều người. Thì câu nào sau đây được xem là hợp lý qua những gì mà chúng ta đọc ở trong bài kinh? A là để giải quyết chung, trước nhất phải bắt đầu từ cá nhân. Khi mà chúng ta nói vấn đề chung á, thì ai cũng nghĩ là lấy chuyện chung ra giải quyết hết. Nhưng mà Đức Phật đặc biệt Ngài đặt vấn đề là chúng ta có đủ tâm từ hay không? Chúng ta có đủ sự tế tự chế hay không? Chúng ta có đủ sự hiểu biết hay không? Vân vân. Thì trước khi mà giải quyết vấn đề chung á, thì phải coi cá nhân mình có tu không đã. Đó là câu A. Câu B là cá nhân tốt đẹp y cứ là sự hiểu biết. Thường mình nói cá nhân tốt đẹp là một người đó phải có chức cao quyền trọng, những người đó phải ăn nói cho nho nhã, những người đó phải có tài năng vân vân. Nhưng mà Đức Phật dạy sự hiểu biết rất là quan trọng. Một cá nhân tốt thì người đó phải có một cái trình độ hiểu biết tốt. C là sự hiểu biết chân chánh dựa trên cơ sở của chân pháp hay là chánh pháp. Tức là đối với người đời ấy, thì sự hiểu biết có nghĩa gọi là một người trí thức, là người có học vị cao, nói chuyện đông tây kim cổ đều biết hết. Nhưng mà đối với Phật pháp ấy, thì cái người gọi là người thật sự, người thiện trí là họ có những sự hiểu biết dựa trên chân pháp. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và xin thỉnh Sư Minh Thông quan hệ cho tôi bán. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con được viên thông, con tuân lệnh Sư Phụ cho đáp án cho câu hỏi, câu trắc nghiệm số 4, hỏi rằng câu nào sau đây khi nói về sự hòa hợp chấm dứt sự tranh cãi là đều được xem là hợp lý? Câu A, để giải quyết vấn đề chung, trước nhất là bắt đầu từ cá nhân. Và đúng rồi, tất cả những cái điều, những cái vấn đề chung một trong một cái community hay là một cái cơ quan nào đó thì phải bắt đầu từ cá nhân mới là hợp thành lại một cái community đó. Vì vậy cho nên câu A là hợp lý. Câu B, cá nhân tốt đẹp y cứ trên sự hiểu biết, sự hiểu biết tức là cái tri kiến. Thì một cá nhân đúng hay sai thì đều là căn cứ vào cái sự hiểu biết của cái người đó. Và cái sự hiểu biết này phải là sự hiểu biết chánh đáng, có gọi là sự hiểu biết chân thật, cho nên có thể gọi là cái trí hiểu của họ. Nếu mình nói thêm nữa tôi gọi là cái trí tuệ. Câu B cũng là hợp lý, có đúng. Sự hiểu biết chân chánh dựa trên cơ sở của chân pháp. Dạ đúng rồi, cái sự hiểu biết mà chân chánh xác thực thì dựa trên cơ sở của chân pháp. Chân pháp này tức là cái chánh pháp, tức là pháp mà đưa đến sự hiểu biết xác thực, không có sự hiểu biết cao thượng đó. Và câu D là ba câu trên đều đúng. Thì vậy ở đây thì con thấy rằng Phật tử rất là siêu đẳng, như là cô Hoa Nguyệt, Quynh Châu Phan, Gospel Kim Anh, Từ Bi, Pháp Lữ Diệu Giác, Trần Đạo, Phong Lan, Huệ Phước, vân vân. Thì con thưa sư phụ, con thấy là chư Phật tử là quá là hay, có những cái sự nhận xét mà giống nhau. Thì con cũng đồng ý với lại chư Phật tử là cái câu D là cái câu giải quyết cái sự mà tranh chấp của một cái tập thể. Dạ, vậy con rất là tán thán sự thông minh và hiểu biết Phật pháp sâu sắc của chư Phật tử. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và để xác định là có phải là câu D như là chư Phật tử và con đã chọn như vậy. Và con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai, chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai.
Xin Minh Thông. Hôm nay thì chỉ có để Đức Pháp đứng với Xin Minh Thông thôi. Do vậy, vì bị chịu khó thì phim với nhau trả lời các câu hỏi. Nếu có bị giảng rộng thì ít câu trắc nghiệm, mà nếu có bị giảng ngắn, nếu ngắn quá thì chúng ta sẽ có nhiều câu phải trả lời. Tại vì cũng còn nhiều chi giờ, còn 15 phút nữa. Thỉnh Đại Đức Pháp Tính cho đáp án câu trắc nghiệm số 5. Không biết Đại Đức Pháp Tính nghe được không nhỉ? Lục hòa là sáu pháp được Đức Phật đề cập bằng công tư nào sau đây? Chúng ta thử nghiệm cho kỹ rồi. Là A là lục hòa là những pháp cần được ghi nhớ. B là pháp tạo thành tương ái. C là pháp đưa đến vô tranh. D là cả ba của trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoàn thiện cho các bạn. Dạ, quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng trong room. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu số 5. Lục hòa pháp được Đức Phật dùng cụm từ nào sau đây? Chúng ta thấy rằng lục hòa đó, đối với pháp lục hòa có nhiều khi bình thường á, mà nhắc nếu mà chúng ta không có nắm được cái chi pháp đó, thì chúng ta không có nhớ lục hòa là cái pháp nào. Thường thường á, cái pháp lục hòa đó chúng ta thấy rằng là chúng ta chọn thân khẩu ý trước là rồi kế tiếp là giới đồng trụ, rồi lợi hòa đồng chia, rồi kiến hòa đồng giải. Đó thì chúng ta sẽ đủ với cái sáu cái pháp lục hòa. Mà ở trong cái câu hỏi này đó thì hỏi rằng sáu cái pháp lục hòa đó là Đức Phật dùng cái cụm từ nào? A đó là pháp cần phải ghi nhớ. Thì đối với cái đời sống tu tập với sáu cái pháp lục hòa này, chúng ta phải nhớ, phải nhớ để chi? Để chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống tu tập. Mà thí dụ như là chúng ta có cái kiến hòa đồng giải, hoặc là giới hòa là đồng trụ, thì chứ không chứ tại vì nếu mà chúng ta mà không có ghi nhớ thì giống như là chúng ta nghĩ rằng cái điều này chúng ta bị lầm ở chỗ này. Thí dụ như đối với Phật tử thì ai cũng năm giới hết, hoặc là tu nữ ai cũng tám giới hết, nhưng mà mình thường thường á mình cho rằng là giới của mình thanh tịnh hơn, thành ra mình không có thích ngồi chung với cái người này, hoặc là mình không có thích nói chuyện với cái người kia, vân vân. Hoặc là các vị tỳ khưu cũng vậy, là các vị tỳ khưu trường hợp này á chúng tôi gặp rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng các vị tỳ khưu thì ai cũng 227 giới, nhưng mà có người thì người ta cho rằng là tôi giới tôi thanh tịnh hơn, nào còn vị ấy tôi không có tin tưởng. Có nhiều khi quý vị biết nhắc về những cái điều này thì có những người người ta buồn hoặc là người ta trách được cái này cái kia, chứ thật sự ra quý vị thấy rằng cái mục đích tu tập là cái mục đích tu tập chúng ta giữ giới để chi? Để cho tâm của chúng ta an tịnh, chúng ta an tịnh để chúng ta
dễ đi vào thiền định, hoặc là chúng ta dễ để mà ngồi lại tu tập về thiền quán. Mà cái mục đích của chúng ta để chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt khổ, chứ không phải là để cho chúng ta có cái sự mà so đo, mà có cái sự so đo cái điều này điều kia nó. Nhưng mà khi mà chúng ta giữ giới đó, là chúng ta ưa bị vướng vào cái trường hợp này. Có nghĩa là mình cứ cho rằng mình được thọ giới từ một cái vị hòa thượng ở bên nước này nước kia, hoặc là giới hạnh của mình trong sạch hơn người này người kia. Thành ra chính vì vậy đó mà chúng ta ưa cãi, ưa có cái sự mà tranh cãi nhau. Thành ra nếu mà một người nào mà có cái sự mà ghi nhớ về sáu cái pháp luật hòa này, thì chúng ta sẽ có cái đời sống tu tập mà nó được tốt hơn. Thành ra cái sáu cái pháp này cũng được ở trong gãy rác mà những cái bài kinh Đức Phật dùng là sáu pháp cần phải ghi nhớ. Rồi có những cái trường hợp khác thì Đức Phật dùng cái cụm từ là cái pháp mà tạo thành tương ái. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập, chúng ta mà có cái sự mà giữ giới, chúng ta có cái sự giữ giới đàng hoàng, rồi chúng ta có cái lợi lộc mà chúng ta cũng đồng chia, hoặc là chúng ta luôn luôn có những cái khẩu hành bằng cái tâm từ, hoặc là bằng cái tâm vô tham nó tác động đến, thì coi như là chúng ta dễ dàng chúng ta tu tập. Nhờ như vậy đó mà ở xung quanh của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng ai cũng có cái sự mà tương ái với nhau, chúng ta không có nghĩ người này là thân nhiều nè, cái người này mà thân với mình ít nè, vân vân. Có nghĩa là chúng ta có những cái pháp có những cái pháp lục hòa đó, thì tự nhiên nó sẽ tạo thành những cái pháp tương ái. Rồi đáp án C, nếu mà chúng ta giữ được sáu cái pháp lục hòa này đó, thì bây giờ nó sẽ trở thành cái pháp mà vô tranh. Thì thân khẩu ý chúng ta, rồi cái tri kiến của chúng ta, rồi cái lợi lộc, cái sự hiểu biết của chúng ta, nó đều được luôn luôn mình thực hiện những cái pháp này. Thì quý vị thấy rằng mình khó có xảy ra tranh cãi. Cũng như quý vị thấy rằng cái trường hợp của ngày Kim Bí Lá, là cái nhóm mà ba vị mà ở trong rừng, quý vị thấy rằng các vị sống với nhau như nước với sữa, quý vị nên nhớ kỹ như nước với sữa, chứ không phải là như nước với lửa. Nhưng có nhiều người ta lộn, ta nhầm cái câu này. Luôn luôn chúng ta tu tập, chúng ta sống với nhau như nước với sữa, chứ không phải như nước với lửa. Chúng tôi cũng mong rằng các vị Phật tử sống với nhau cũng phải luôn luôn có cái tâm như vậy đó. Thì ba cái vị đó khi mà sống ở trong rừng đó, thì quý vị thấy rằng các vị sống cái tâm đó, luôn luôn hướng về cái tâm của người khác, là hướng về cái người khác để chỉ vị, để coi là mình làm như vậy đó, là có đúng pháp không, có vừa ý với các vị không đó. Luôn luôn mình có cái cảm giác là mình sợ các vị đó, mình sợ các vị phiền lòng về mình. Thì một người mà sống như vậy gọi là cái người mà sống lấy cái tâm của mình mà để xem xét cái tâm người khác, xem xét là coi như là mình có lỗi lầm gì hay không, mình có làm gì các vị buồn không, chứ không phải là soi mói nhà chúng ta ưa bị lộn từ cụm từ này dẫn đến cái cụm từ kia. Người ta xem xét thì mình soi mói, chúng ta sống với nhau như nước với sữa thì mình sống với nhau như nước với lửa. Thành ra đó, chính vì vậy đó mà nó dẫn đến cái sự mà tranh cãi hoặc là không có từ ái với nhau.
đó, chúng ta thấy rằng các vị không có cái, nếu mà mình sống mà mình thực hiện được những cái pháp luật hòa này đó, thì coi như là lúc đó mình sẽ trở thành những cái người, những cái, một cái nhóm mà nó vô tranh, hoặc là có cái sự từ ái với nhau, hoặc là cái pháp này là luôn luôn mà chúng ta có cái sự ghi nhớ về cái sáu cái pháp này. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là đối với sáu pháp lục hòa là có những bài kinh hoặc là có đôi lúc là Đức Phật dạy chúng ta là sáu cái pháp cần ghi nhớ, có khi là cái pháp này tạo thành cái pháp tương ái với nhau, có khi thì dùng cái cụm từ là sáu cái pháp vô tranh, sáu cái pháp trở thành cái pháp vô tranh. Thành ra đó, chúng ta dùng cái cụm từ nào cũng được. Vậy thì qua cái câu trắc nghiệm này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta chọn cái câu D làm cái đáp án cho cái câu trả lời, cái câu hỏi số 5 này, câu trắc nghiệm số 5 này. Hồi nãy chúng tôi nhìn các vị thì chúng tôi thấy các vị đều chọn đáp án D hết, phải không quý vị? Vậy chúc mừng quý vị đã chọn đúng được cái đáp án. Bây giờ thì thấy Thượng Tọa Giác Đẳng đưa lên câu hỏi, câu thảo luận số 6. Vậy thì câu thảo luận, câu trắc nghiệm số 6 này là thỉnh sư Nguyên Thông, sư Quan Hỷ trả lời với câu này, chọn cái đáp án câu này. Câu nào sau đây là sự thật tương đối hợp lý theo suy luận? A. Chén trong thường khô chạm. B. Tất cả tôn giáo có hiện tượng chia rẽ phân hóa giữa những tín đồ. C. Cùng lo một việc thường thương nhau, cùng thích một thứ thường ghét nhau. D. Cả ba câu trên. Ở trong cái câu trắc nghiệm này thì hỏi là cái nào là sự thật theo cái suy luận. Nó thì đại đức sư Nguyên Thông Quan Hỷ chọn coi cái đáp án. Rồi xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lĩnh sư phụ con cho đáp án cho câu trắc nghiệm số 6, hỏi rằng câu nào sau đây là sự thật tương đối hợp lý theo suy luận? Câu nào sau đây là sự thật tương đối hợp lý theo suy luận? A. Chén trong sống thường khua chạm. Và thường thường ai cũng nói là chén trong sống thường thường khua chạm để nói là những cái sự mà va chạm nho nhỏ trong gia đình là bình thường. Câu đó hợp lý. Câu B, tất cả tôn giáo đều có hiện tượng chia rẽ, phân hóa giữa những tín đồ. Cái điều này chúng ta thấy nội trong Phật giáo không, mà cũng có là Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Cổ Sư Môn, vân vân. Có một lúc thì chưa ra 18 bộ phái, có lúc một lúc chưa ra 23, 25 bộ phái. Thì cái điều đó là chúng ta ai cũng biết rõ ràng là như vậy. Câu C, cùng là một việc thường thương nhau, cùng thích một xứ thường ghét nhau. Câu C cũng là một cái chân lý là mình, những người mà cùng chung lưng gánh cực để làm một cái việc gì đó thì hiểu biết vậy cho thương nhau, nhưng mà cùng thích một thứ thì thường ghét nhau, bởi vì tranh giành đó là cái bản tánh bình thường của chúng sanh, là đó là cũng là một cái chân lý của cuộc sống. Và điều này thì cái chân lý này cho nó là chân lý tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Vì vậy cho nên con thấy là câu A, câu B, câu C đều đúng theo chân lý tương đối của trần gian này. Và do đó là câu kết luận thì con thấy là con chấp nhận là câu D. Bởi vì vậy con thấy là Phong Lan siêu đẳng là D Gospel, điều D Pháp Lữ là D Kim Anh, là D Diệu Giác, điều D Hoa Nguyệt, điều D Từ Bi là D. Kính thưa sư phụ, con thấy Phật tử rất là siêu đẳng. Và bây giờ thì là đúng 9:30. Con xin trao mai là cho những người điều khiển cho chương trình để mà hồi hướng
sau khi nghe pháp. Dạ con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời ai ta? Mời ai? Kính mời cô Lăng Dòng Nguyệt. Dạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính ân tri ân sư Minh Thông đã chờ đáp án câu số 6. Con thay mặt đại chúng trong room kính sơn cho tôn đức đã mở lòng bị mẫn dạng gia Phật pháp vô ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư môn viên điểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức thân tâm thượng lạc Phật sự viên thông.